cưng chạy cũng lẹ quá chứ. Em có chạy đâu anh. Mà cưng nhắm cái chân này nè, chạy lại cái chân này không? Anh nghĩ sao em có 1m52 à, anh kêu em chạy lại anh. Vậy cũng gán mà chạy ha. Dạ không chạy được cũng chạy chứ sao anh. Mà nhắm thoát không? Dạ không thoát cũng chạy dạ. Trả lời im đó. Dạ. Ủa mà em có làm gì đâu mà anh bắt em. Không làm gì hả? Trời trời. Đó đó. Tình nói vậy không có làm gì hết trơn á. Cái này cái gì? Ngồi nguyên một sòng hả? Đặt tôi vô chạy hả? Dạ nó có gì đâu. À đưa đây đi. Tịch thu hết cái này. Bằng chứng. À anh ơi. Gì? Sao mà anh là cán bộ mà sao anh xăm mình ra? Ủa tao xăm không được cái gì? Tao ký với đầu bây giờ. Không. Đó thấy không? Anh thái độ với văn nữa. Không. Anh sao đâu có cái kiểu giống như cái gì nè. Bắt dạy đó. Ê em đang xúc phạm cán bộ đó. Không nhưng mà em nói thiệt, cái này là anh đang xúc phạm bộ đồ nè. Em thấy không có ai mà cán bộ mà xăm mình hết trơn á. Mà anh nói chuyện nãy giờ là kỳ cục lắm nha. Rồi rồi rồi, ghi nhận đây nè. Không ai cán bộ mà nói chuyện với văn gì hết trơn. Okay. Người ta nói chuyện rất là lịch sự. Ok cái này ha, gán mà chống đi chút xíu vậy cho đôi lúc khung luôn. Tội nè. Cái gì mà mình bắt mà chạy là gọi là chống người thi hành công vụ. Tôi chạy chứ tôi có làm gì anh đâu, tôi chống người thi hành công vụ. Nãy giờ trả lời. Tôi trả lời gì, tôi là công dân, tôi có quyền, tôi nói chuyện, tôi trả lời anh chứ. Bây giờ anh không có nói nhiều với em. Thì có năm sĩ đó không, đưa đây đi anh tha cho. Chứ anh mà đưa về chảnh là em mệt lắm đó. Em phải ngồi trong đó tới 24 tiếng đồng hồ mới được về mà bị phạt. Có năm sĩ đưa đây anh đi anh tha cho. Chết rồi rồi. Bây giờ 2 sĩ được không? Không, 5 sĩ mới được. Không. Ấy không đi à? Thôi anh từ từ. Rồi dài đi. Giờ em chơi có 5 sĩ. Dài đi anh tha đó. Đi đi. Đáng lý ra là em không có đưa cho anh đâu, tại vì em đưa cho anh đặng xíu em vô sòng nữa. Ngày đầu tiên ra hành nghề thơm thiệt. Thơm không? cầm lên đó là cái bằng chứng của em á. Ủa em làm gì? Em đang giả danh công chức vụ nhà nước. Bây giờ cho anh hỏi nè, em mặc cái áo này vậy cái thẻ ngành của em đâu? Em không có mà. Anh để ý em lâu lắm rồi đó, hôm nay anh mới bắt tại trạng nè. Nè thứ nhất anh để ý em nè, tay chân nè. Cái thứ hai á, cái dáng vẻ em á không phải là cái chức vụ, đúng không? Dạ. Anh đứng ở ngoài nãy giờ anh coi anh ghi hình là hết. Dạ anh ơi, này là lần đầu tiên em làm luôn, có gì em hứa em rút kinh nghiệm, em không có làm cái này nữa, tha cho em nha. Có một lần tha thứ sẽ có lần hai, lần ba, lần tư. Dạ thôi đi về cho anh đi, chuyến này em đi chứ không có ngày ra.